Giang Sáu Việt lên đường đi dự đám cưới Ngô Thành Vân, Huy Trần. Sáng ngày 7 tháng 5, một số nghệ sĩ đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị lên đường đi Đà Nẵng để tham dự đám cưới Ngô Thành Vân, Huy Trần. Hiện tại, Will, Chun Phạm sắp sửa làm thủ tục để lên máy bay. Các khách mời sẽ nghỉ lại resort nơi tổ chức đám cưới đến ngày mai. Trước đó vào tối ngày 6 tháng 5, Ngô Thành Vân, Huy Trần cùng gia đình đã bay tới Đà Nẵng. Hiện nay cả hai đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại. Được biết, hôn lễ của Ngô Thành Vân và Huy Trần sẽ được tổ chức tại một resort ở Đà Nẵng vào ngày 8 tháng 5. Nhiều sao đình đám đã xác nhận tham gia đám cưới của cặp đôi này. Trước đó, Ngô Thành Vân cũng tiết lộ đám cưới chỉ tổ chức nhỏ gọn. Khách mời tham dự là gia đình và những người bạn thân thiết. Khán giả đang rất mong chờ ngày vui của cặp đôi này. Huy Trần và Ngô Thành Vân là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Huy Trần sinh năm 1990 là Việt Kiều Đức. Anh được biết đến khi tham gia một số game show như Người Ấy Là Ai và chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú. Hiện tại Huy Trần là CEO của công ty may mặc và là chủ của một nhà hàng nổi tiếng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào tháng 9 năm 2021 và mới đây, sau hơn 2 năm gắn bó, hôn lễ của Ngô Thành Vân và Huy Trần được công bố tổ chức tại một resort ở Đà Nẵng vào ngày 8 tháng 5. Giới hạn số lượng người tham gia chỉ bao gồm gia đình và bạn bè thân thiết. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật thêm những tin tức showbiz đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.